Kính chào các bậc phụ huynh và các con học sinh thân mến. Ngày hôm nay cô lại tiếp tục hướng dẫn chúng ta quyển vở bài tập toán lớp 1 của Chân Trời Sáng Tạo. Tập 1 nha các con. Bây giờ ta sẽ vào bài học. Bài học ngày hôm nay sẽ là bài các số 4, 5, trang số 17. Các con vào bài thứ nhất. Thứ nhất là ta tập viết. Ta viết số 4 rồi viết số 5. Số 4 các con viết: sau đó các con chuyển sang viết số 5. Rồi, sau khi viết số 4, số 5 xong rồi, cô sẽ chuyển sang câu thứ hai. Viết số, vẽ, chấm tròn. Bây giờ ta sẽ viết số, rồi vẽ cái chấm tròn. Các con nhìn vào đây, nè, cô có chấm thứ nhất nè. Rồi, ở dưới là số 1. Một chấm thì cô ghi số 1. Trên đây cô có hai chấm, cô ghi số 2. Đây cô có 1, 2, 3 chấm thì cô ghi số 3. Tương tự như vậy, cô có 1, 2, 3, 4 thì cô sẽ ghi số 4. Rồi, ở đây cô có 1, 2, 3, 4, 5 thì cô sẽ ghi số 5. Các con đã hiểu được cái này chưa? Bao nhiêu cái chấm thì ta ghi bấy nhiêu số, bao nhiêu chấm thì ta ghi cái số lại. Tương tự như vậy ở đây, bên đây là cái khác hơn nè. Ở đây nè. Ở trên đây á thì cho chúng ta cái chấm trước, rồi chúng ta ở dưới ta ghi cái số. Đây cô có một chấm nè. Đó. Thì cô ghi số 1. Đây cô có hai chấm, cô ghi số 2. Đây cô có ba chấm, cô ghi số 3. Rồi, ở đây cô có số 4, ở đây cô có số 5. Như vậy, cô sẽ chấm các chấm ở trên này cho thích hợp với ở dưới nè. Cô có số 4 thì cô sẽ chấm 4 cái chấm nè. Đó. 1 2 nè, 3 nè, 4 nè. Rồi. Bên đây 5 thì cô sẽ chấm 5 cái chấm nè. 1 2 3 4 nè. Rồi, cái chấm này là cái chấm thứ 5. Xong câu 2 rồi, chúng ta sẽ chuyển sang câu số 3. Đếm rồi khoanh theo mẫu. Rồi, đếm rồi khoanh theo mẫu. Ở đây cô có cái mẫu nè các con. Đây. Đây là số 2 thì mình khoanh một cái, hai cái, đó. Ví dụ như ở bên đây số 3 thì mình khoanh ba cái. Tiếp theo, các con xuống đây, cô có 4, 4. Số 4 thì bây giờ cô sẽ khoanh bao nhiêu cái các con? Cô sẽ khoanh 4 cái. Rồi. 1, 2, 3, 4. Đó. Rồi, ví dụ như ở bên đây nè. Cô còn 4 cái nữa nè. Cô khoanh 4 cái nữa cũng được nha các con. Đó. Thôi, cô sẽ khoanh như vậy để cho các con hiểu là mình khoanh 4 cái. Ở đây cô có số 5. Cô sẽ khoanh 5 cái. Rồi, ví dụ như nè, 1, 2, 3, 4, 5 thì cô khoanh 5 cái như vậy. Đó. Khoanh hàng dọc cũng được, dọc xuống cũng được, mà ngang cũng được. Rồi bây giờ cô khoanh như thế này có được không? Nè, cô khoanh nè, 1, 2, 3, 4, 5. Đó, cô khoanh như vậy cũng vẫn được. Đó. Miễn sao các con khoanh đúng 5 cái thì thôi.
Rồi, ta chuyển sang câu số 4. Điền số rồi nói theo mẫu câu. Rồi, ta sẽ điền số rồi nói theo cái mẫu câu. Bây giờ cô sẽ mời các con nhìn vào cái hình ảnh ở bên dưới nha. Ở đây cô có nè, một cái nè, bên đây cô có cái này nữa nè, là hai cái nè, một hai nè, đó. Vậy cô sẽ nói nè, gộp nè, gộp, gộp một, một cái bên đây và một một cái bên đây nữa, đó. Thì ta sẽ được bao nhiêu cái các con? Gộp một và một thì ta sẽ được được hai, đó. Một cái tròn này và một cái tròn này thì ta sẽ được một cái, hai cái. Câu B, ta gộp hai, gộp hai cái này xuống đây, rồi và một cái thì ta sẽ được được ba, một hai ba, ta được ba. Đó là câu số 4. Ta chuyển sang câu số 5. Điền số rồi nói theo mẫu câu. Rồi, bây giờ mình điền số rồi mình nói theo cái mẫu câu. Câu A. Câu A, gộp. Gộp. Gộp cái gì các con? Và cái gì thì ta được cái gì? Nhá. Cô nói nè, ở đây cô có nè. Cô không nhìn rõ là bao nhiêu cái luôn á. 1 nè, 2 3 nè. Cô nói cô gộp 3 và 1 thì cô sẽ được được 4. Đó. Như vậy cô nói nè. Bên nãy cô điền số rồi, bây giờ cô nói. Cô nói 4, 4 nè. 4 là 1 2 3 cái bánh này. Xin lỗi, 3 cái này và 1 cái này là 4, 4 gồm 3 và 1. Gồm 3 và 1. Rồi, các con đã hiểu chưa? Ví dụ như câu B nè. Bây giờ cô nói gộp, bên đây thì nhìn rõ hơn bên đây. Cô nói gộp, gộp 2 nè. Và bên đây 2 nữa. Thì ta sẽ được tổng cộng là 4. 1 2 3 4. Rồi ta nói, bây giờ cô sẽ nói nè. 4 nè, gồm 2 và 2. Câu C. Câu C cô có 1 2 3 4. Thì cô nói gộp 4 và 1, bên đây là 1. Thì cô sẽ được 5. Đúng không các con? Gộp 4 nè, bên đây 1 thì mình sẽ được 4 với 1 là 5. Bây giờ cô nói 5 gồm 4 và 1. Câu D. Gộp 1 2 3. Gộp 3 và 1 2 và 2. Gộp 3 và 2 ta được 5. Rồi, ta nói 5 gồm 3 và 2. Câu số 5, các con đã hiểu rồi, cô sẽ chuyển sang câu số 6. Tô màu phù hợp với câu nói 3 gồm 2 và 1. 3 gồm 2 và 1. Bây giờ mình sẽ tô màu phù hợp với câu nói. Ví dụ như cô có nè, 3 gồm 2 và 1. 3 gồm 2 và 1. Như vậy hai cái chú này sẽ là một màu, và một cái chú này, chú heo này sẽ là một màu, hai chú này sẽ một màu. Bây giờ cô sẽ chọn một cái màu nào đó để cô tô màu. Đây, cái chú heo, cô sẽ tô màu cái chú heo màu xanh. Rồi. Đó.
cô sẽ tô tượng trưng thôi nha các con. Rồi, cô tô chú heo màu xanh này. Bên đây cũng vậy, cô tô chú heo màu xanh này. Tại vì đề bài nói 3 gồm 2 và 1. Như vậy 2 thì ta sẽ tô hai cái màu giống nhau, và bên kia là một cái màu nữa. Rồi, một cái chú heo ở bên đây nữa thì mình sẽ tô cái màu khác nhau đó. Cô sẽ tô cái màu khác nha, cô sẽ tô cái màu da, màu kem đó. Rồi, như vậy cái phần tô màu của mình á đã phù hợp rồi các con, phù hợp với cái câu nói 3 gồm 2 và 1. Đây, 3 gồm, bây giờ cô viết ra số các con, gồm 2 và 1. Bài học của cô ngày hôm nay đã kết thúc. Các con ơi, nhớ nhấn nút đăng ký để nhận được những bài học mới nhất từ cô. Cuối cùng thì tạm biệt và hẹn gặp lại các con vào những bài học lần sau.